Happy Life True Life, sống vui sống thật. Xin chào các bạn. Bữa nay mình coi tình hình của cây mãng cầu của mình như thế nào nha các bạn. Hồi tháng trước, tức là hồi tháng 3, mình nói là trơ trọi cái cây, tại mình lá nó rụng trụi hết. Thì bữa nay cái mầm nó đã bắt đầu lên lá rồi các bạn. Nếu mà các bạn nào mà lấy lá sớm đi, tước lá sớm đi thì đã có bông và có thể chấm phấn được rồi các bạn. Còn cây của mình thì hơi trễ, cho nên bây giờ nó mới mọc mầm thôi các bạn. Đây là những cái lá mầm đầu tiên mà nó đã mọc trở lại. Thì các bạn thấy nó đã xanh ha các bạn. Thì những cái chỗ mà mình tước lá bữa hổm á, thì hôm nay nó bắt đầu lên lá hết lại rồi. Thì nó sẽ chuẩn bị cho mùa sau. Nếu mà mình á take care thì nên cái lúc này các bạn có thể vô phân, hay là có thể nếu mà chưa kịp tước lá thì bây giờ cũng còn kịp để mình tước lá, để cho cái mùa hè nó tốt hơn. Thì đây là cái quang cảnh sơ sơ, các bạn thấy cái cây mãng cầu bữa hổm mình là trơ trụi đó. Thì bữa nay nó lên lá rồi. Các bạn thấy là lá xanh nhiều lắm rồi. Tức là nó sẽ còn phát triển nữa, nhưng mà cơ bản là nó bắt đầu mọc trở lại rồi các bạn ha. Là các bạn thấy ha, nó mọc trở lại rồi. Thì mình bắt đầu nghênh đón mùa tới. Thì các bạn thấy những cái lá bữa hổm mà trơ trọi á, thì bữa nay nó đã dương lên xanh hết rồi các bạn. Thì có chừng mình đoán là chừng tháng sau là các bạn sẽ thấy nó tùm trở lại. Thì trong lúc này á, có thể là một số các cây á, đã có bông rồi. Thì nếu các bạn thấy có bông rồi thì mình cứ việc cho phấn vô bình thường. Giống như mình thấy cái lá, cái bông nào lớn, mình sẽ có một cái clip khi mà cái này có bông á, mình cũng sẽ theo dõi rồi mình làm một cái clip của mình. Nhưng mà mình thấy nó rất là đơn giản, tại bây giờ ai cũng biết cái cách để mà add cái phấn lên. Thì mình sẽ có một cái video maybe 1 hoặc là 2 tháng sau, khi mà cái cây này nó có nhiều bông rồi á, thì mình sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ để các bạn thấy. Mình làm cũng đơn giản lắm. Mình thường thấy lấy một cái cọ nhỏ nhỏ, cái loại mà cọ phụ nữ vẽ thêm cho đẹp cái chân mày á, nó rất là nhỏ. Thì mình lấy cái cọ đó rồi mình thấy cái hoa nào mà nó nở lớn á, đặc biệt là cái hoa nó lớn hơn những cái hoa bình thường mà nó nở á, thì mình lấy cái cọ đó mình xoay một vòng nhẹ vô trong cái nụ mà to đó các bạn. Xong rồi mình lấy cái cây cọ đó mình chấm vô những cái bông khác nhỏ hơn nhưng mà nó cũng đã chuẩn bị nở rồi các bạn. Thì mình chấm xe qua nhẹ một cái là xong chuyện rồi. Còn cái phần mà nó sẽ thành trái hay không là cũng còn hên xui nữa các bạn. Không có nghĩa là mình chấm phấn thì cái trái đó 100% là nó sẽ có thành một cái trái sau này. Nhưng mà đa số mình thấy mình chấm nhẹ như vậy thì cái cơ hội nó có trái nhiều hơn là mình cứ để tự nhiên. Nếu mình không có chấm gì hết á, thì nó cũng có khả năng gió bay qua lại thì nó cũng có khả năng nó thành cái trái cho mình. Nhưng mà cái khả năng để mà nó được, mình được thấy cái trái nó ít hơn. Thì mình thấy hồi năm ngoái lúc mà ông xã mình áp từ cái phấn này để mà chấm những cái bông nhỏ nhỏ thì đa số là đậu hết các bạn. Thậm chí mà mình khi mà cái trái nó bằng cái đầu ngón tay mình rồi á, mình còn phải bỏ bớt tại nó nhiều quá. Trên một cái nhánh thì nó sẽ không thể nào lớn được cho tất cả. Cũng là cái tật mình ham trái nhiều, cho nên hồi năm ngoái các bạn thấy mình có trái nhiều nhưng mà trái không có lớn. Còn những nhà khác người ta trồng trái rất là to, tại vì người ta biết bỏ, người ta không có giữ. Còn mình thì lại ham số lượng, mình giữ trái nhiều thì trái lại nó không có đủ sức cho những cái trái to. Hình trái mà mình thu hoạch hồi năm ngoái mà lớn nhất thì cái đường kính nó chừng nhỏ hơn hoặc bằng cái chén của mình thôi hả. Còn có người trồng rất là to các bạn. Rồi nha, vậy là tháng 4 mình đã thấy được cái mầm non ở trên cái cây nó ra lá rồi hả các bạn. Thì hy vọng là tháng sau mình sẽ có những cái nụ để mình share với các bạn những cái hoa đầu tiên khi mà mình bắt đầu cho phấn vô hả các bạn ha. Hôm qua thì đáng lẽ là show với các bạn ngày hôm qua, nhưng hôm qua bên đây trời rất là nóng luôn, 90 mấy 100 độ F, thì mình không có dám ra ngoài sân luôn tại vì nó hắt. Bây giờ thì bữa nay em bớt hơn, còn 70 mấy độ. Thời tiết rất là bất thường các bạn, hôm qua 100 mấy, bữa nay xuống 70 mấy, tức là nó xuống mấy chục độ F một lượt. Thành ra người mình không bệnh cũng có thể bị bệnh luôn. Lý do là thời tiết nó thay đổi bất ngờ. Là các bạn thấy cái nhánh này nè, nó ra lá rất là nhiều rồi nè.
thì có thể vài tuần nữa là mình bắt đầu thấy bông rồi các bạn. Khi đó thì mình sẽ share với các bạn nha. Còn cái này á là cái orchid mình mua hồi cái dạo Tết tới bây giờ các bạn, hồi Tết Nguyên Đán á, tới bây giờ nó vẫn còn hoa đó các bạn. Nhưng mà mình phải take care kỹ lắm, tại cái loại orchid này nó không có thích ở ngoài trời. Này mình để tạm, nhưng mà các bạn thấy nó, cái sức sống của cái loài hoa lan nó rất là cao. Hồi Tết bây giờ thì mình mua, hồi trước Tết nữa thì cỡ khoảng tháng 1, mà các bạn thấy bây giờ tháng 4 mà nó vẫn còn, tức là cái tỷ lệ sống của nó rất là cao. Rồi bây giờ bonus cho cái clip bữa nay á, là mình sẽ có một cái trái cây mà mình cũng có nhắc qua rồi, hồi mấy cái clip rất là xa xưa mình nói mình thích đi bộ buổi sáng để gặp những cái trái măng, không phải trái măng cầu, trái xoài Ấn Độ, India. Mình gọi là xoài Ấn Độ tại vì người chủ là người Ấn Độ, người ta đem cái cây giống về đây trồng. Mà mình cứ mong mỗi một năm nó có trái nên mình đi ngang mình nhìn, năm nay nó có bông có trái rồi các bạn, nhưng còn nhỏ lắm. Rất là dễ thương, mà đặc biệt là ăn rất là ngon luôn. Mình cứ chờ nó rụng, tại mình đâu có dám hái trộm. Mình chờ cái trái xoài đó nó rụng mà nó nhỏ xíu à, thì mình lụm về mình ăn. Trời ơi ngon lắm các bạn ơi, ăn mà ghiền luôn á. Thì vô tình hồi hôm qua chị của mình á có đi chợ, rồi chị thấy cái, tại chị thấy mình hay ăn cái loại xoài nhỏ đó, thì chị mới mua cho mình. Là chị thấy ngoài chợ bán hai cái giống như là nó bán cái loại xoài nhỏ này, thì chị mua liền cho mình 2 bịch. Chị biết mình là thích cái loại xoài này lắm cho nên chỉ mua 2 bịch. Thì bây giờ mình share với các bạn nha. Trước khi mình share cái xoài nhí đó đó, thì mình muốn nói với các bạn là bên đây á, mình có cái loại xoài thanh ca. Đây là cái loại xoài thanh ca, rất là ngọt các bạn. Nó cỡ này nè, nó cỡ bằng cái bàn tay mình nè. Thì khi các bạn ăn á, thì các bạn chịu khó để cho nó hơi, cái da nó hơi héo lại á, thì ăn mới ngọt. Còn khi mình mua về á, mặc dù cái da nó căng như vậy nè, nếu các bạn nào thích ăn mà còn hơi bột bột á, nó không có ngọt liệm á, mà nó có bột bột á, thì nên ăn cỡ này. Giống như nó còn, cái da nó còn căng á, thì mình ăn nó có vị chua chua ngọt ngọt, nhưng mà mình lại thích như vậy hơn. Còn khi các bạn để nó héo lại á, thì nó ngọt liệm các bạn. Khi mà cái da nó hơi héo héo vậy nè, thì nó sẽ ngọt, cái kiểu của nó ngọt liệm. Ăn, người nào thích ăn ngọt liệm thì phải chờ nó nhăn một chút xíu. Còn căng thì nó ăn hơi có bột và chua. Thì ở đây cái loại xoài thanh ca này của người Mỹ trong Mexico rất là tốt luôn. Đúng cái mùa cỡ này cho tới tháng 6 thì cái xoài này nó rộ các bạn, rất là nhiều mà rất là ngon. Thì đa số là chị của mình thích ăn cái loại này. Còn mình thì lại thích, hôm nay mình mua cái này cũng được chắc trên dưới 1 tuần rồi, nhưng mà mình không có thích cái này bằng cái loại xoài nhỏ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Hồi trước khi vô xoài nhỏ thì chắc các bạn còn nhớ chú quýt này ha. Quýt này là cái cây quýt của mình nè. Các bạn thấy xa xa cái cây quýt đó, các bạn thấy không? Hôm nay mình dọn gọn ghẻ cắt qua khỏi cái sân của người ta còn nửa cây thôi. Đó là cái cây quýt mà hồi năm ngoái mình bẻ mấy trăm trái rồi nó gãy nhánh mấy trăm trái, các bạn còn nhớ không? Khi mà nó gãy nhánh á, mình đem xuống mình hái cỡ bằng trái hạnh vậy đó, thì có trên 200 trái luôn. Thì bây giờ cái trái hạnh đó mình để trong tủ lạnh ăn tới bây giờ mới hết rồi các bạn. Thì bây giờ cái cây đó mình đốn hết nữa rồi, còn có vậy thôi. Nó xanh tốt nhưng mà nó chưa có hoa, không biết mùa này có hay không thì mình không biết. Nhưng là cái loại quýt này nè các bạn, thì tại vì á mình đi chợ mình thấy người ta bán cái này mà sao giống cái dạng của trái quýt nhà mình quá, mình mua về. Các bạn biết người ta bán bao nhiêu không? 3 pound là 4 đồng, tức là nếu người ta bán lẻ đó thì trên 1 đồng 1 pound, khoảng 1 đồng phải 2 đồng 1 pound. Thì mình mua thử một ít về, mình lột ra các bạn thấy nó xốp không? Thì cái dạng của cái loại quýt này giống cái loại quýt của mình dữ lắm luôn, thì nó xốp các bạn. Thì khi mình lột ra thì cái da nó nè, các bạn thấy không, nó xốp vậy nè. Nhưng mà được cái là ăn chua ngọt rất là ngon. Các bạn ăn từng muối như vậy mà những cái ngày trời nóng thì thôi sướng lắm, vì nó không có ngọt lắm mà nó có vị chua, mà nó rất là juicy, cho nên đó là mình ăn rất là tuyệt vời trong những ngày nóng. Khi mà mình đi làm á, mình có thể ăn 3-4 trái này một lượt luôn. Cái mùi vị nó không có ngọt nhưng mà nó chua chua ngon lắm các bạn.
mình đang ăn. Rất là ngon các bạn. Nó không có ngọt lịm đâu, nó hơi chua chua. Các bạn có nhìn thấy xa xa cái trái mãng cầu của mình đằng kia không? Ở dưới góc các bạn thấy cái trái nhỏ nhỏ này nè. Đây nè. Mình giữ cái trái từ mùa trước tới giờ các bạn. Đó, các bạn thấy xa xa ngay kế cái giòi nước đó, đó, đó. Mình giữ á, mai mốt mình bẻ. Trái đó là chắc chắn là ngon luôn. Rồi, bây giờ tới cái nhân vật chính mà mình muốn giới thiệu cho các bạn bữa nay nè. Để mình ăn cái muối quýt này luôn nha các bạn. Đi làm mệt vậy mà ăn một cái muối này thấy rất là sướng luôn. Tại vì cái nước nó ra ngon lắm. Rồi cái xoài mình nói với các bạn á, nó nhỏ xíu à các bạn, tí ti vậy nè. Bà chị mình mới mua cho mình hôm qua, thì hồi tối hôm qua mình đem ra mình ăn thử. Ngon lắm các bạn, không có thua gì xoài Ấn Độ mà mình từng ghiền. Mình ăn một hơi liền, chắc có thể là 6-7 trái á, tại nó nhỏ xíu à các bạn. Nếu các bạn so với cái xoài bình thường á, thì nó có nhiêu đây nè. Tức là 1/3, 1/4 về cái trái bình thường thôi. Rất là giống nhau, các bạn thấy cái shape nó rất là giống ha. Chỉ có cái nó nhỏ hơn thôi. Mà đặc biệt cái hột nó giống như là cái tờ giấy luôn các bạn. Đây là cái hột sau khi mình ăn rồi ha. Các bạn thấy cái hột đó nè. Cái trái này nè ha. Cái hột đó các bạn nhìn nghiêng nè. Giống tờ giấy không? Rất là mỏng luôn. Đó, các bạn thấy không? Thì trái xoài khi bắt ăn hai bên ăn thịt hết luôn thì cái hột nó còn vậy đó. Các bạn thấy không? Đó. Thì cái xoài này á, cái mùi vị nếu mà mình compare với cái xoài Indian mà mình hay khoe với các bạn á, thì nó 1:8, 1:10. Có nghĩa là rất là giống luôn các bạn. Bây giờ cái xoài này thì ăn kiểu làm sao? Đây là chị của mình mua cho mình hồi hôm qua. Đầy rổ luôn. Xoài rớt một cái rồi. Đầy rổ luôn. Hai bịch. Mình không biết bao nhiêu một bịch nhưng chị mua cho mình hai bịch liền. Thì đầy rổ mình ăn bây giờ lưng còn nhiêu nè. Ăn một buổi tối thôi thì nó lưng còn nhiêu đó. Thì các bạn thấy á, cái xoài rồi dập rồi. Thì cái xoài nhí này nè, cái xoài nhí này rất là ngon các bạn. Bây giờ ăn thì có nhiều cách ăn lắm. Mỗi người thích ăn khác nhau. Mình thấy mấy người bạn của mình á thì người ta rửa sạch cái vỏ, rửa thật sạch cái vỏ này. Rồi cứ việc cắn mà ăn thôi. Đó là một cách. Tức là mình rửa sạch cái trái xoài này. Mình rửa thật sạch. Xong rồi mình cắn mình ăn luôn. Thích ăn da ăn, không thích thì bỏ da cũng không có sao. Nhưng mà ăn kiểu đó là một kiểu. Kiểu thứ hai, mình cũng rửa sạch. Nhưng mình cắt hai bên thịt. Mình cắt hai bên giống vậy. Chừa cái hộp ra nè ha. Cắt hai bên thịt. Đó, các bạn thấy nó dặn ươm không? Rất là ngon luôn. Rồi xong rồi mình cạp mình ăn. Thì các bạn thấy cái hộp đó nè. Như cái tờ giấy luôn ha. Đó. Thì cái đó là cách thứ hai. Tức mình gọt hai bên. Các bạn thấy cái màu vậy là mình biết ngọt rồi. Các bạn thấy cái màu nè. Nó vàng đậm luôn. Rất là ngon ha. Là cách thứ hai mình gọt hai bên. Mình lấy cái dao bén á, mình cắt hai bên và mình ăn. Nói mà nuốt nước miếng luôn đó các bạn. Cách thứ ba là mình gọt sạch vỏ. Các bạn gọt sạch vỏ nha. Đây, mình đã gọt sạch vỏ rồi. Gọt thật là sạch. Xong rồi mình cắt hai bên. Lúc này mình ăn trọn vẹn. Mình ăn hẳn luôn cái thịt, không có cần phải nhả gì hết luôn, tại mình gọt rồi. Đó, các bạn thấy không? Là mình gọt, mình ăn luôn. Đó là cách thứ ba. Một loại xoài mà ăn luôn 3-4 cách luôn. Thì cuối cùng, cái này là dốt. Mà mình tiếc lắm các bạn. Hồi lần mình lụm cái trái xoài India của cái ông India, ông chồng á, mình ăn ngon quá mà. Cái bắt đầu mình ráng giữ mấy cái hộp này để mình luyện. Không lên nha các bạn. Không lên cái trái nào hết. Có nghĩa là cái giống này cũng không có dễ gì trồng đâu. Thì bây giờ là như vậy. Như mình thấy ở ngoài thị trường bây giờ bán cái loại này thì nó khá giống rồi các bạn. Chỉ không biết là cái nguồn của nó là đâu thôi. Chắc chắn là không phải của India rồi. India mà đem xài qua đây thì tiêu rồi. Đâu còn tới phiên mình ăn. Cái này mình nghĩ cũng từ Mỹ, cũng từ Mexico đem qua thôi. Nhưng mình rất là mê các bạn. Các bạn thấy xấu xí vậy nè. Mà ăn ngon lắm. Ngọt lắm luôn. Nhỏ béo thấy không? Nhỏ xíu. Nếu mình compare với cái kia là giống như mẹ con luôn á. Nhưng mà ăn ngon lắm các bạn. Đây. Nó nhỏ xíu. Cái này trái khá lớn rồi đó. Có những cái trái nó lớn hơn nữa các bạn. Đây. Hơn xíu. Tức là trái này cũng trái mẹ trái con. Nhưng mà trái này thì chưa chắc ngon bằng cái trái bé tí này. Đặc biệt là xấu xí như vậy thì rất là ngon các bạn.
những trái mà cái hình hài nó nhỏ nhắn, nó căng da nhưng mà nó xấu, nó hơi bị nảy kia nọ đó, thì các bạn ăn mấy trái đó ngon lắm, nó ngọt đó nè, các bạn thấy không? Cũng có trái lớn đỏ, mấy trái mà có gần gần gì nè là ngọt lắm, ngon lắm. Mình ăn ăn riết rồi thành có kinh nghiệm luôn. Đây, trái này là không ngon nè các bạn. Các bạn thấy sao không? Ở phía xanh nó còn xanh. Xanh chứng tỏ là nó chưa có già. Thứ hai là héo. Già mà héo thì là không ngon rồi. Nếu mà vàng ươm hết mà héo thì ngon. Nhưng mà còn xanh mà héo là không ngon. Trái này rất là ngon các bạn. Trái này cũng ngon nè. Còn xanh nhưng mà cái da nó căng. Đó. Trái này là ngon rồi. Thành ra mình ăn riết mình quen. Ăn riết rồi cái mình thấy cái trái đó là mình biết nó ngon hay không liền. Rồi biết nó ngọt hay không liền. Trái này unu. Trái này unu nè. Nhưng mà cái da bị nhăn. Các bạn thấy không? Da nhăn nè. Mà nhăn tức là chưa có già lắm. Đó. Mình thấy bự quá. Đa số là đã già người ta mới bẻ các bạn. Chứ còn non người ta không có bẻ. Nhưng mà mình đại khái mình ăn riết rồi mình thấy trái này ngon nè. Các bạn thấy không? Nó thẳng cái da luôn. Trái này sẽ ngọt nè. Đó. Trái này là bảo đảm là không ngọt rồi. Các bạn thấy lý do không? Nó còn xanh. Nó còn xanh nè. Nếu mà mình để thì phải 1-2 ngày sau thì mình mới nên ăn. Ăn bây giờ là la người ta không ngon. Là chua. Trái này ngon hơn. Trái này sẽ ngọt nè. Trái này là chắc chắn ngon. Các bạn thấy cái da nó căng lên luôn không? Mà nó vàng. Cái này là ngon lắm. Có nhiều cách mình lựa nhưng mà cơ bản là mình nhìn cái màu mình biết các bạn. Nhìn các màu với là cái căng da mình biết là nó già hay chưa người ta bẻ. Vậy là ngon. Coi như hai bịch mà có một mình ăn là gần hết 1/3 rồi các bạn. Tức là hồi tối mình ngồi mình nhơi hồi là cả chục trái rồi. Tại nó nhỏ béo nha béo. Nhưng mà nó ngon lắm các bạn. Rồi vậy xin chào các bạn nha. Vậy coi như là bữa nay không phải là cái clip về xoài. Nhưng mà mình ké miếng cho các bạn xem. Cái chánh của mình là coi cây mãng cầu. Vậy thì mình đặt cái mãng cầu tháng 4 đâm chồi nảy lọc nha các bạn. Đó các bạn thấy cái chồi nó rồi nè. Đó. Vậy thì đâm chồi nảy lọc. Thì có thể là cái clip của tháng 5, mãng cầu tháng 5 hoặc là tháng 6 mình sẽ quay một cái chút xíu cho các bạn thấy cái cách mình chấm phấn từ cái hoa này sang hoa khác. Mà mình nói trước là mình làm đơn giản lắm, mình không có theo bài bản đâu nha các bạn. Mỗi người có một cách làm riêng. Riêng của mình thì nó đơn giản lắm luôn. Mình sẽ chỉ các bạn, nếu các bạn thấy thử, muốn thử thì làm theo. Còn thôi thì làm cái cách của các bạn khác. Vậy mình xin chào các bạn, hẹn lại lần sau nha các bạn. See you later, thank you.